Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân cần thay đổi 7 thói quen trong mùa dịch ngay cả khi đã nới lỏng giãn cách xã hội. Thông tin cụ thể được đăng trên báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. 7 thói quen nên thay đổi trong mùa dịch ngay cả khi nới lỏng giãn cách xã hội. 1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không vồ vập, không bắt tay. 2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa. 4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn. 5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác. 6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn. 7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng dịch. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đại dịch sẽ rình rập hành tinh trong thời gian tới, lo ngại virus tấn công các nước kém phát triển. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 22 tháng 4. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định hầu hết quốc gia vẫn trong giai đoạn đầu giải quyết cuộc khủng hoảng. Ông nhấn mạnh nCoV đã quay trở lại ở nhiều nước và bày tỏ mối lo ngại sẽ tấn công các khu vực khác, khu vực có hệ thống y tế kém phát triển. Đừng mắc sai lầm, chúng ta còn chặng đường phía trước rất dài, virus này sẽ còn tồn tại khá lâu. Ông Tedros, Tổng Giám đốc WHO, phát biểu, chính vì vậy người dân không nên chủ quan với những tín hiệu khả quan trong những ngày gần đây tại Việt Nam, nên thực hiện tốt các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế. Cách phòng tránh lây nhiễm COVID-19 cho trẻ em khi ở nhà. 1. Tránh ở trong phòng kín với nhiệt độ quá lạnh và phải giữ nhà cửa thông thoáng. 2. Thường xuyên lau chùi, sát khuẩn đồ dùng trong gia đình. Vi trùng có thể bị đưa từ bên ngoài vào, đặc biệt là khi có thành viên trong gia đình về nhà mà không thay quần áo hoặc tắm rửa ngay. 3. Rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ nhỏ để diệt khuẩn, phòng lây nhiễm bệnh. 4. Tránh cho trẻ tiếp xúc với vật nuôi. Đến nay, chưa có bằng chứng thú cưng nuôi trong nhà như chó, mèo nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến cáo mọi người, đặc biệt là trẻ em nên rửa tay với xà phòng và nước sau khi tiếp xúc với các loại vật nuôi. 5. Cho trẻ ăn uống đủ chất để tăng cường sức đề kháng, nên cho trẻ uống nhiều nước, giữ ấm cơ thể, nghỉ ngơi đầy đủ. 6. Luôn vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, sau khi chơi, sau khi đi vệ sinh. Khi trẻ có các biểu hiện ho, sốt, cần cho trẻ nghỉ ngơi, theo dõi cách ly và đi khám tại các cơ sở y tế. Những việc người mắc bệnh tim mạch cần làm để không bị nhiễm COVID-19. Cần tuân thủ theo khuyến cáo chung của Bộ Y tế hoặc Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Ngoài ra, do đặc thù từ bệnh lý nền, nên người mắc bệnh tim mạch cũng cần có những lưu ý riêng để bảo vệ trái tim, để phòng dịch COVID-19. Cụ thể, không tụ tập đông người, hạn chế tiếp xúc với những người đang có biểu hiện ho, sốt hoặc đang phải tự cách ly để giảm thiểu nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2. Khi cần ra khỏi nhà hoặc đến nơi công cộng, người bệnh tim mạch phải đeo khẩu trang, che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc bằng khuỷu tay khi ho hoặc hắt hơi khi không đeo khẩu trang. Khi ở nhà hoặc có thể ra khỏi nhà hoặc đến nơi công cộng, người bệnh tim mạch có thể có các cơn khó thở tăng lên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, cân nhắc dùng mặt nạ chống giọt bắn là giải pháp thay thế phù hợp. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn tối thiểu 20 giây sau khi sờ chạm vào vật dụng ở nơi công cộng, tránh chạm tay chưa rửa sạch vào mắt, mũi và miệng. Lau rửa và khử trùng những bề mặt thường xuyên tiếp xúc hàng ngày như mặt bàn, tay nắm cửa, công tắc đèn, điện thoại, bàn phím, nhà vệ sinh, vòi nước và bồn rửa. Bạn vẫn nên tập những động tác nhẹ nhàng ngay trong nhà. Khi tập thể dục, bạn nên chú ý vừa tập vừa nghỉ ngơi, không nên tập quá sức. Mỗi ngày nên duy trì khoảng 30 phút và một khoảng thời gian cố định. Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.